các cậu sẽ đua với chúng tôi. Sao cũng được thôi, các ngươi thua chắc rồi mà, nói nhiều quá. Mọi người hãy nhìn xem, đây đúng là bước đi đầy táo bạo của Jin và Krakai khi thách đấu với Vai và Dante bất khả chiến bại. Chuẩn bị bắt đầu. Tiến lên, Krakai! Dante, tới lúc báo thù rồi. Cuộc đua lần này có vẻ nguy hiểm lắm thì phải á. Họ phải cẩn thận, kế này cũng xuyên mục. Không sao đâu, Krakai mà. Lúc nãy mình đã đưa cho cậu ta hợp chất phá sương mù rồi. Cái thứ đó đã nằm trong tay của anh. Chúng ta phải làm sao đây? Nhanh đi, triệu hồi sức mạnh của Obis, dùng hết mấy người này vào mê cung sương mù mãi mãi không thoát ra được. Đúng là gì, đúng là gì. Sức mạnh của Dante đột nhiên mất kiểm soát, mọi người mau núp đi. Xin, còn cậu thì sao? Mình sợ lại đây hại gục cậu ta. Nhận lấy hiểm nguy cho bản thân để bảo vệ mọi người, rất đáng ngưỡng mộ. Jin giỏi lắm. Không phải thoát khỏi tay ta được đâu. Vô ích thôi, tất cả các ngươi sắp bị rút chân vào mê cung sương mù rồi. Dante, cậu làm gì vậy? Đứng nhóc vào trong đó luôn hay sao hả? Nghe cũng có vẻ thú vị lắm nè. Cậu nói gì hả Dante? Cậu ta đang trở nên hung hăng. Ý cậu là sao? Đó là chuyện sẽ xảy ra những quái thú với sức mạnh của Obis. Nếu không cản lại, cậu ta sẽ tự hủy hoại mình. Đừng có đừng cười nữa. Dante chưa bao giờ làm như vậy hết. Tôi đang nói thật, tôi từng nhìn thấy chuyện tương tự xảy ra những quái thú trước rồi. Cái gì? Cậu ta trước khi quá muộn đi. Chúng ta vẫn còn thời gian đó. Dừng lại đi, Dante. Cuộc đua đã kết thúc rồi, cậu hãy dừng lại mau đi. Bất lại nhảy đi. Bây giờ đến lượt người đi theo của ông chú. Giờ không còn ai cản trở ta được nữa, ta chính là lúc lại ở chỗ đây. Họ bị mất tiêu luôn rồi kìa. Jin, Raka, cậu ở đâu vậy? Raka. Ta sẽ cho người thấy sự tuyệt vọng là cái gì. Biến hình Megatron. Chuẩn bị xuống địa ngục đi. Khoan đã, chờ một chút. Tấn công
người là trái với luật biết chưa? Ở đây ta chính là quy luật mà. Được rồi, chị xem đây. Tiến hành gây ra rồi. Người muốn sao cũng được hết, nhưng trong này người không đấu lại ta đâu. Phần cái gì? Bên này nè. Nè. Ở bên đây. Như vậy thì ngươi làm sao hả? Chúng ta phải tìm cách khác mới được. Nơi này cũng là một trường đua luôn sao? Cuộc đua nãy giờ vẫn đang diễn ra. Raka, đua đi. Ta đã nói với ngươi là vô ích thôi. Chắc chắn ngươi sẽ bị nhốt trong mê cung sương mù này mãi mãi. Không có đâu. Dù cậu có nói gì đi nữa, Raka và tôi vẫn sẽ trở thành hiệp sĩ Mon Cang. Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi chỗ này được đâu. Ngươi sẽ bị nhốt ở chỗ này luôn và chứng kiến người ta hành hoại. Được thôi, lần sau lại tới lượt của mình. Các cậu à, cho tụi mình tham gia có được không? Hả? Tụi mình cũng muốn chơi môn khạc. Tụi mình có thể đua được không vậy? Không được đâu. Con quái thú của cậu quá đen và nhìn rất đáng sợ đó. Ủa? Đua với một con thú như vậy, lỡ chúng mình bị nguyền rủa thì sao đây? Người nói cái gì? Ôi, cậu ta nói chuyện. Quái thú đâu có biết nói chuyện đâu. Lỗi tại tôi phải không? Tại tôi đen thui và nhìn rất là đáng sợ. Dante à, chắc tôi biến mất sẽ tốt hơn cho cậu nhiều đó. Không phải đâu. Nếu như không có cậu, chắc tôi đã cô đơn mãi mãi rồi đó. Cậu muốn ngồi đó khóc lóc đến bao giờ? Người là ai? Một cặp đôi thất bại thì không cần phải biết tên tôi. Người nói gì hả? Đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi đến đây giúp đỡ và ban cho các cậu sức mạnh. Ban sức mạnh sao? Sức mạh là công lý trong Vương quốc Mon Cang. Có được nó, các cậu sẽ có khả năng hạ gục tất cả những ai quay lưng với các cậu. Là bất khả chi mà. Biến hình Megatoy. Đánh đi Megatoy. Chúng tôi cũng biến hình. Biến hình Megatoy. Hãy nhấn đi. Đến ba.
sẽ hoàn hết tất cả những người dám cản đường của ta vào trong với con sương mù. Tiếc quá Dante, vì chúng ta sẽ ra khỏi chỗ này. Bạn bè đang đợi chúng tôi bên ngoài đám sương mù này. Người nói bạn bè sao? Raka, tăng tốc tối đa. Ngươi sẽ không thoát khỏi ta đâu. Bạn bè hả? Thật là đứt cười quá đi. Sau khi ta hạ gục ngươi thì họ sẽ là những người tiếp theo phải biết bán. Bình tĩnh nào, chờ cho đến khi đối thủ tiến gần hơn. Biến hình nào, Megazord. Cơ hội tới rồi. Cậu, mà cậu vẫn còn quan tâm tôi sao? Đương nhiên rồi, Dante luôn luôn là người bạn đồng hành duy nhất của tôi. Vậy ơi. Cậu là ai? Hiệp sĩ mon kẹt, tương lai mà cậu tìm kiếm. Jean Hayes. Cậu chưa thật sự mạnh lắm, nhưng phải thừa nhận cậu có quyết tâm. Hả? Thanh kiếm đó, cậu có được nó từ đâu? Là ba tôi, đã để lại cho tôi đó. Ồ, là con trai của Kay à? Nè, khoan đã. Cậu chính là Vettel hả? Cậu chính là người đứng đằng sau tất cả những chuyện này có phải vậy không? Tất cả chúng tôi sẽ không để cậu đi như vậy. Tiến lên, Lancelot. Tricky, bắt lấy cậu ta. Lancelot. Tricky, có sao không? Đó là gì vậy? Một con quái thú rồng khác giống Raka sao? Bên sao? Giải quyết chuyện này công bằng qua cuộc đua món càng đi. Thế nào, thế nào? Công bằng sao hả? Câu đó xuất phát từ một tên nhãi ranh như cậu à? Biến hình Megazord. Rocket, biến ra rồi. Không thể tin được. Quái thú không cần trên đường đua mà vẫn có thể biến hình thành Megazord được. Không thể nào. Hơi thở bóng đêm. Cần lắm. Chiến, cậu có sao không? Cậu đang làm gì vậy hả? Bây giờ các người thấy điều đó. Tôi ở một đẳng cấp khác với các người. Không công bằng sao? Vậy thì hãy nhận lấy đi.
Hả? Đây là sức mạnh Obis sẽ mang đến trật tự mới trong thế giới Monkan. Cậu hãy cầm nó lên coi thử đi nào. Cậu nghĩ là tôi sẽ dùng thứ này hả? Cái gì? Sử dụng cái thứ này chỉ làm hỗn loạn cuộc đua món cạc. Bởi vì cuộc đua món cạc phải dựa trên sự tin tưởng và tinh thần đồng đội giữa tay đua và quái thú của họ. Được thôi, vậy cứ theo ý của cậu, tôi sẽ nghiền cậu thành cát bụi. Rocket, đi giết bọn họ. Dừng tay lại. Hả? Quái thú không phải là một vũ khí đâu. Bất cứ ai nhắm tới mục tiêu trở thành hiệp sĩ phải chiến đấu trên đường đua. Tốt lắm. Jean Hayes, lần sau tôi sẽ tìm cậu. Cậu không thể thoát được đâu.